Thưa quý vị các bạn, vừa rồi đó là ghi nhận của nhóm phóng viên Khiếu Hương của chúng tôi liên quan đến câu chuyện về việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0. Và ở một giai đoạn này khi mà diễn biến của Covid-19 vẫn đang phức tạp thì mỗi một bước đi chúng ta cần phải tính toán một cách rất kỹ lưỡng và đặc biệt là nhìn vào sai lầm của các địa phương khác để chúng ta có thể khắc phục được những cái hậu quả của Covid-19 vốn là rất khó lường. Và cùng với những thông tin liên quan đến tiêm chủng thưa quý vị các bạn vào ngày 10 tháng 8 Bộ Y tế đã ra quyết định số 3802 theo đó ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm phòng vắc của COVID-19, trong đó bộ hướng dẫn trì hoãn tiêm chủng đối với ba trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên đó là người có tiền sử rõ ràng bị COVID-19 trong vòng 6 tháng và trường hợp thứ hai là người đang mắc bệnh cấp tính và trường hợp thứ ba là phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Như vậy, chống chỉ định tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khi có tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vaccine phòng COVID-19, đồng thời chỉ định tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu phản vệ đối với đối tượng phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào.